Sách trời ghi rõ, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nam mạng, được thần Phật che chở, cát tinh cao chiếu, đổi vận giàu sang. Tiền tài như ý, giàu có bất ngờ, tiền vàng nhét chập két trong năm Giáp Thìn 2024, nếu như biết được ba bí mật này. Hoan hỷ gửi lời chào thân thương nhất đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý tín chủ tuổi Giáp Dần thân mến, trong cuộc sống này, ai ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn và thành công. Có nhiều người tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có đủ đầy, nhưng nhờ trời ban nhiều phước lành nên đã vượt qua được khó khăn, gian khổ và tạo được nhiều cơ hội đổi đời cho mình. Thành công bao giờ cũng thế, luôn phải đánh đổi bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Nếu như biết giữ vững tâm thế kiên cường trước mọi sóng gió, thì tương lai ắt gặt hái được thành công và giàu có hơn người. Mới đây nhất khi luận giải về tử vi 12 con giáp, các bậc thầy tử vi bất ngờ tiết lộ rằng người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nam mạng, đã phải đối mặt với không ít khó khăn sóng gió, thậm chí là mất mát, thất thoát rất nhiều. Thế nhưng, những người này luôn tin rằng chỉ cần vững tâm, vững chí, không đầu hàng nghịch cảnh, thì mọi thứ đều vượt qua. Đặc biệt, năm Giáp Thìn 2024, quý tín chủ tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nam mạng, nắm bắt được ba cơ hội vàng hiếm có này thì ắt sẽ nắm được thiên cơ. Chắc chắn tài vận và sự nghiệp có sự thay đổi bất ngờ, tiền bạc cứ thế ào ào đổ về như thác lũ, khiến cho quý tín chủ vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Vậy, trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây, vận may mà bản mệnh được đón nhận là gì? Làm thế nào để tránh hung gặp cát, đón lành tránh dữ? Xin mời quý tín chủ hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nam mạng. Giáp Dần hay còn được gọi là lập định chi hổ hay là hổ tự lập. Năm sinh dương lịch từ 23 tháng 1 năm 1974 đến mùng 10 tháng 2 năm 1975. Thiên can Giáp, tương hợp thủy, tương hình, mậu, canh, địa chi Dần, tam hợp Dần ngọ tuất, tứ hành xung Dần thân tị hợi, mệnh thủy, đại khê thủy, tức nước khe lớn, khắc sơn hạ hỏa, tương sinh mộc, kim, tương khắc, hỏa, thổ, con nhà hắc đế, số phú quý, xương con cọp, tướng tinh con trâu, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Giáp Dần nam mạng, với nạp âm hành thủy, do can giáp mộc, ghép với chi Dần mộc, can và chi cùng hành mộc, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, nên thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ tiền vận cho đến hậu vận. Trong năm xung tháng hạn, dù có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ dàng gặp quý nhân, giúp sức để vượt qua. Giáp Dần chứa nhiều mộc tính trong tuổi, nên các bộ phận, gan mật, thị giác dễ có vấn đề khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ về già đỡ bận tâm. Tuổi Giáp đứng đầu hàng can, với tam hợp, Dần ngọ tuất, được hưởng vòng lộc tồn chính vị, mẫu người trực tính, lòng đầy tự hào, mang nhiều tham vọng, nặng lòng với quê hương, đất nước, dòng họ, luôn luôn tự cho mình có trách nhiệm, không những riêng bản thân mình, mà còn với tập thể, nghĩa vụ với đồng bào. Mẫu người tuổi Giáp, thông minh hơn người, thời niên thiếu thường vượt trội hơn những người đồng trang lứa. Vì cầm tinh con hổ, nên tính tình thích phiêu lưu, mạo hiểm, nhiều tham vọng, ở địa vị nào cũng không vừa ý, ít mãn nguyện. Tuy nhiên, nhiều dũng khí, nên khi quyết tâm điều gì thì làm đến cùng, do đó vì quá tin vào năng lực của mình, nên cũng có lúc rơi vào cảnh sức cùng lực kiệt, tạo nên nhiều bước thăng trầm trong cuộc đời. Tính tình thường khác người, về mặt tình cảm rất phong phú, nhưng đào hoa ngộ kình, hồng loan ngộ tuần, đi liền với cô quả. Về mặt tình cảm thường gặp nhiều trắc trở, nếu bộ sao này rơi vào mệnh thân, hay cung phối, phu hay thê. Giáp Dần hợp với tuổi Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Tuất, Giáp Tuất, Mậu Tuất, Nhâm Dần, Canh Dần, Hành Kim, Hành Thủy và Hành Mộc. Kỵ với Mậu Thân, Bính Thân và các tuổi mạng thổ, mạng hỏa, mang hành can canh, tân. Cuộc đời của người tuổi Giáp Dần nam mạng thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi khó khăn hoạn nạn. Tuổi thơ dù không được sung sướng đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải chịu khó khăn, vất vả. Từ khi còn nhỏ, nam mạng tuổi Giáp Dần đã ham học hỏi, thông minh, sắc sảo, cuộc sống khốn khó, nên họ sớm ý thức được tầm quan trọng của tiền bạc, vật chất, càng trưởng thành, ý chí quyết tâm xây dựng sự nghiệp càng lớn. Cả cuộc đời họ tâm huyết, chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ, hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền, người khác sẽ thấy những người tuổi Giáp Dần giống như một cỗ máy, không bao giờ mệt mỏi với công việc. Thực ra, tuổi Giáp Dần cũng có lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng sở thích và đam mê là nguồn động lực để họ tiếp tục làm việc, vươn lên phát triển bản thân. Đặc biệt,
Từ sau 50 tuổi trở đi, con giáp này nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng đạt nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý. Họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc. Về tài lộc, người tuổi Giáp Dần nam mạng có phần không quá quan tâm đến chuyện tiền bạc. Đối với họ, thứ quan trọng nhất để duy trì cuộc sống là tín ngưỡng, là tinh thần, chứ không phải tiền tài. Nguồn thu của họ phụ thuộc vào mục tiêu và lý tưởng mà họ quyết tâm theo đuổi, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Dù không quan tâm, nhưng vận tài lộc của họ rất đỉnh và dồi dào bất tận, càng về già càng giàu có, của cải chất cao như núi. Về tình cảm, đây là người giàu cảm xúc, có nhân viên tốt, tuy nhiên tình cảm phong phú, nên họ thường đau đầu vì chuyện hôn nhân, tình yêu. Trong gia đình, họ hết mực hiếu thuận với mẹ cha, luôn một lòng chăm sóc cho gia đình, có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, mỹ mãn. Trong cuộc đời nam mạng tuổi Giáp Dần, được ông quan đế độ mạng, ban cho sức khỏe, nhưng do thời trẻ lao thân kiếm tiền vì trách nhiệm gia đình và xã hội, nên sang trung vận, sức khỏe của con giáp này không được tốt cho lắm, nên chú ý ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Tuổi thọ trung bình, từ 67 đến 92 tuổi, nhưng nếu ăn ở có phước đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, sống thọ đến già. Xét tổng quan tử vi nam mạng tuổi Giáp Dần trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Giáp Dần theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can. Giáp gặp Giáp, bình hòa, cuộc sống bình ổn, ít sóng gió, chủ động làm ăn không lo túng thiếu. Xét về địa chi. Dần gặp Thìn, bình hòa, không gặp nhiều trở ngại trên con đường thăng tiến, tiền bạc có phần dư giả hơn trước. Xét về ngũ hành. Đương số mệnh Thủy gặp năm Giáp Thìn mệnh Hỏa, bị khắc chế, tránh xa các mối đầu tư mạo hiểm hoặc mang tính đỏ đen, kẻo hao tổn tiền bạc, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, thận trọng khi đi xa. Tiểu kết, với nam mạng tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, năm 2024 được đánh giá là một năm bình hòa, ít sóng gió với bản mệnh. Mưu cầu công danh vẫn có những tín hiệu tích cực, vấn đề tài chính cần hết sức thận trọng, đầu tư làm ăn tránh xa các phi vụ mạo hiểm hoặc đỏ đen. Chú ý chăm sóc sức khỏe và thăm khám định kỳ. Xem tử vi Giáp Dần, sinh năm 1974, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2024 tuổi Giáp Dần nam mạng, gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn hay Vân Hán là hung tinh thuộc cửu diệu của niên hạn, sao này gây ảnh hưởng xấu cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Bản mệnh gặp Vân Hớn tinh chiếu, trở nên thủ cửu, bảo thủ và không ưa đổi mới, vì vậy mà dễ bị sa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng, lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Làm ăn buôn bán đều ở mức trung bình, cần cố gắng nhiều hơn mới đạt được thành tựu, gia đình bất an, đề phòng thương tật, đau ốm, nam gặp tai tinh bất lợi, nữ không tốt về thai sản. Tuy vậy, sao Vân Hớn vẫn tương đối lành, không gây hại quá nhiều đến công việc, sức khỏe của bản mệnh. Hơn nữa, chỉ cần biết cách đề phòng hóa giải, tất sẽ tránh được tai ương, mọi sự đều tai qua nạn khỏi. Sao Vân Hớn hay Vân Hán là một trong những hung tinh trong cửu diệu, là một sao xấu, chủ về bệnh tật. Dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ thể hiện tính chất của sao Vân Hớn như sau. Vân Hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phát tài, thua nhiều ăn ít hao tiền bất an, văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành. Hỏa đức chiếu mệnh chẳng lành, tiền tình nóng nảy tụng tranh chẳng hiền. Tháng 4 tháng 8 phải kiêng, thị trong 2 tháng gia đình không yên, gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Sao Vân Hớn chiếu mạng, nữ thì sẽ dễ gặp họa huyết quang, còn nam bị chiếu mệnh bởi sao Vân Hớn sẽ gặp bất lợi về đường quan trường. Sao Vân Hớn chiếu mạng mệnh chủ nào thì gia đình mệnh chủ đó thường sẽ bị bất an, điền sản bất vượng nên cần phải thật thận trọng. Do vậy, trong năm bản mệnh tuổi Giáp Dần cũng nên giữ chú ý giữ gìn sức khỏe, nhưng nhịn lời ăn tiếng nói, cẩn trọng. Giữ gìn ngôn ngữ và hành vi nên ứng xử đúng mực để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra nhé. Xem tử vi nam mạng tuổi Giáp Dần theo niên hạn, gặp hạn Thiên La. Hạn Thiên La là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp năm hạn Thiên La này, sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định. Thiên La được hiểu là lưới trời, xét về sao Thiên La trong môn tử vi đầu số, sao Thiên La luôn được an cố định tại cung Thìn. Cùng với địa võng sau này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và luật pháp, nội quy quy tắc ràng buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ, chấp hành. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm,
làm trái, vượt qua thường sẽ bị gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán, đả kích mạnh mẽ. Nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Gặp hạn thiên la, cảnh phòng ly cách phu thê, trong năm đương số nên nhẫn nhịn nhiều hơn để gia đình êm ấm, chớ nên ghen tuông to tiếng, kẻo chuyện bé xé ra to, tâm luôn không yên, lo lắng mọi điều. Hạn thiên la khi gặp phải, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái, hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý, đương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn, nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số cách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn thiên la này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục, trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị, thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Vận niên năm 2024 của tuổi Giáp Dần, nam mạng. Năm 2024 tuổi Giáp Dần, nam mạng, gặp vận niên, chư bị hỏa hay chư phùng hỏa, tức heo bị lửa và thành heo quay. Heo quay là một vật tế thần, cho người khác ngon miệng, cho nên khi làm việc gì cho người khác, bạn cần phải suy nghĩ chín chắn, thấu đáo rồi hẵng làm, kẻo mang hại cho bản thân. Về tình cảm. Chuyện tình cảm năm nay rất tốt, năm nay sẽ không còn cảnh chuyển vợ chồng hay cãi vã như năm ngoái. Không khí tình cảm các thành viên trong gia đình dễ chịu, người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu, cuộc sống tươi vui, hạnh phúc, tâm hồn hưng phấn. Xem vận hạn năm 2024, tuổi Giáp Dần, nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Giáp Dần, không phạm tam tai năm 2024, công việc làm ăn có thể mở mang thêm, đạt thành tựu nhất định trong đời. Kim lâu năm 2024. Tuổi Giáp Dần, phạm kim lâu tử, tức nếu gia chủ tiến hành xây dựng nhà cửa, dễ hại đến con cái trong nhà. Trong năm không nên động thổ, xây sửa nhà, nếu có kế hoạch thì có thể mượn tuổi hoặc chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành, sẽ hạn chế được nhiều điều rủi ro. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Giáp Dần phạm hoang ốc, không tốt cho việc làm nhà hay mua bán nhà cửa. Tiểu kết. Quý anh tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, không vướng hạn thái tuế hay tam tai trong năm 2024 nên có thể yên tâm triển khai kế hoạch, công việc. Tuy nhiên, vận khí ở mức bình ổn nên mọi thứ cần được tiến hành tuần tự và có kế hoạch rõ ràng, chớ nên nóng vội hay ồ ạt, kẻo mọi thứ sẽ đi khỏi tầm kiểm soát. Trong năm cũng không nên tiến hành xây sửa nhà hay dịch chuyển công việc, cứ giữ mọi việc như cũ và làm tốt hơn. Đánh giá chung về tử vi năm 2024 tuổi Giáp Dần nam mạng. Nhìn chung năm 2024 là một năm bình hòa, bản mệnh tuổi Giáp Dần, nam mạng, ít nhiều và ấy lo lắng, muộn phiền nhưng cũng chưa thật sự được khởi sắc như mong đợi. Bạn nên hài lòng với những gì mình đang có, chờ đợi cơ hội thích hợp hơn để trở mình, đừng quá nóng vội, kẻo lợi bất cập hại. Riêng tuổi Giáp Dần nam mạng, nếu các anh nỗ lực hết mình, dùng hết tâm huyết mà làm, bỏ công bỏ sức lớn hơn thì mọi sự ắt sẽ thành công, tài lộc cũng tăng lên đáng kể, dù gặp trắc trở hay khó khăn chớ vội bỏ cuộc, người kiên trì mới xứng đáng có được trái ngọt sau cùng. Cụ thể về các phương diện chính như sau. Xét về phương diện sự nghiệp. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh Giáp Dần, nam mạng, càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa. Con suất này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp ở phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn, chạy đáo lo việc, nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có cái giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách, cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2024 này. Bên cạnh bạn, luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần, bạn đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. Xét về phương diện tài lộc.
Xem tử vi 2024 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ, tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Giáp Dần chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong năm 2024 này. Với việc được hai tài tinh là Thiên Tài và Thực Thần chiếu mệnh, bản mệnh có thể được nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc, khiến tuổi Giáp Dần choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác, chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu làm theo, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Giáp Dần thu tiền về túi, song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Được các tinh hoa cái và hồng loan chiếu mệnh, dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Giáp Dần. Các mối quan hệ bình hòa, vợ chồng ít tranh cãi, trong năm có thể đón hủy từ con cái. Nếu có cơ hội, hãy thử trải nghiệm du lịch hay lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại thư giãn đầu óc, khiến tình cảm gia đình thêm gắn kết, yêu thương. Xét về phương diện sức khỏe. Tuổi Giáp Dần trong năm 2024 vẫn cần được chú ý nhiều hơn về sức khỏe. Sao Dịch Mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi giải quyết công việc nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Vì vậy, bạn cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cân bằng cảm xúc và tinh thần. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình, trong năm có hung tinh chiếu mệnh chủ về tang sự. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nam mệnh Giáp Dần, sinh năm 1974. 1. Cách hóa giải sao Vân Hớn theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy Vân Hớn hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh lưu ly nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân, luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn, kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định, cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. 2. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe. Khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái, dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi, tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu, phiền muộn. Thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chứa đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Giáp Dần, nam mệnh, trong năm 2024 này. Mọi thứ trên đời đều có cái giá phải trả, hay đơn giản là sự quy đổi từ những cái ta có thể cho đi để đạt lấy những thứ ta đang nhiều mong muốn. Ta muốn phú quý giàu sang mà trời sinh ra không trao cho thìa vàng, đĩa bạc thì cái ta có thể quy đổi, cái ta có thể cho đi chính là sự chăm chỉ, sự kiên cường, nỗ lực và bền chí, bền tâm, thiện tâm và cầu tiến, cầu thị, không chê việc nhỏ, không tham lợi lớn,
không sân si những việc không liên quan tới đến bản thân. Học và làm, tập trung vào câu chuyện của mình, bài toán của bản thân, rồi từ từ mà mưu toan sự nghiệp lớn. Ta muốn nhận gia đình hòa thuận, hạnh phúc, bình an thì cần quy đổi là sự bớt chơi, bớt lang thang, bớt mơ hoang, bớt chảnh mạng. Giữ cái gia đảo thủy chung, giữ cái mốc người mình thương, tránh mông lung, rồi đổi gió, chú tâm đến gia đình, quan tâm đến bạn đời, hiểu việc kiếm tiền, lo cho gia đình là khó. Việc nhà đối nội, đối ngoại càng khó hơn, hiểu không phải để kể công, mà để dồn tâm chia sẻ, cùng đồng hành vượt qua những bão bùng, mệt mỏi, khó khăn. Chúng ta luôn mong thật nhiều, muốn thật lắm, mà lại chẳng chịu dồn sức, dồn tâm vào mà theo đuổi. Ở đời đâu có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, cũng làm gì có sự thành tựu nào tự may mắn mà nên. Muốn gì thì phải cố vì nó, mong gì thì phải nỗ lực vì nó, ước mơ gì thì phải chiến đấu vì nó, cho một kiếp nhân sinh, nhiều ngược xuôi, lắm mỏi mệt. Tự thành có thể thiên lý, nhưng máu lửa là ở nhân ý, kiên trì là ở tâm ý, từ những giọt xương cực nhọc, giọt mồ hôi bộn bề, những vất vả bền bỉ mà ta đã quy đổi mỗi ngày, rồi hoa sẽ nở, rồi quả sẽ kết, mật ngọt sẽ đọng về. Tiếp theo là nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong chuyên mục nhân sinh cảm ngộ hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ 4 điều cấm kỵ mà cổ nhân dạy, cho dù bạn là ai cũng nên tránh nếu muốn có một cuộc sống thanh thản, tự tại, tránh xa được tai ương, họa hại. Điều cấm kỵ thứ nhất, không khoe khoang. Đến một độ tuổi nhất định, con người sẽ học cách không khoe khoang. Chúng ta đều là con người, cuộc sống sẽ không thể mãi thuận buồm xuôi gió. Vì thế đừng tùy tiện đắc ý, cho dù bạn ở vị trí nào cũng đều không nên khoe khoang, tự đắc đến mức vênh váo. Ở đời bạn càng khoe khoang thứ gì thì sẽ dễ mất đi thứ đó. Vào thời điểm bạn bộc lộ tài năng của mình, đó có thể cũng chính là lúc kẻ khác ghen ghét bạn. Kẻ tiểu nhân thường dễ ra tay vào những lúc bạn đắc ý mà mất cảnh giác nhất, bởi vậy chúng ta nên học được cách giấu mình. Người đời vẫn thường nói, núi cao còn có núi cao hơn, muốn cuộc sống bình yên, hạnh phúc thì nhớ đừng khoe khoang. Khiêm tốn sẽ giúp bạn bay cao hơn, khiêm nhường sẽ giúp bạn đi xa hơn. Điều cấm kỵ thứ hai, không đòi hỏi quá nhiều. Cuộc đời là một hành trình, từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi một mình. Chúng ta phải tự bước đi, tự mình làm việc, tự mình hoàn thành ước mơ trong chúng ta. Có những điểm khiến người đời ngưỡng mộ, nhưng cũng có nhiều điểm còn thiếu sót. Chẳng ai luôn được như ý muốn, cũng chẳng ai sống được dễ dàng hơn kẻ khác. Xưa nay, những phiền muộn và rắc rối ở đời không phải người khác mang đến, mà chính thái độ và tâm trạng của chúng ta quyết định. Nếu như chúng ta đòi hỏi quá nhiều, cuộc sống sẽ càng phiền muộn. Nếu như chúng ta quá ganh tị, đố kỵ, cuộc sống sẽ càng đau khổ. Mỗi người hãy nên khắc cốt ghi tâm một điều, sinh mệnh là của chính ta, cuộc sống cũng là của chính ta. Không cần phải chứng minh cho người khác thấy, càng không cần phải so bì cao thấp với kẻ khác, đừng lãng phí quá nhiều thời gian. Vì ánh mắt và lời nói của người khác, hãy sống tốt cuộc đời của mình, cứ kệ người ta nói gì thì nói. Điều cấm kỵ thứ ba, không tranh giành. Tháng năm trôi qua, ta trưởng thành hơn và có nhiều trải nghiệm. Đến một độ tuổi nhất định, ta sẽ học được cách không tranh giành. Đời người ngắn ngủi, tranh giành chẳng giải quyết vấn đề gì, bởi khi nhắm mắt xuôi tay, ta cũng chẳng thể mang theo thứ gì. Suy cho cùng, thước gì đã là của bạn thì không phải tranh giành, bởi trời đã định sẵn, thứ không phải của bạn. Dù có tranh cũng không được, đừng tự làm khó mình, lãng phí thời gian và sức lực chỉ để tranh đoạt với người khác. Điều cấm kỵ thứ tư, không tranh cãi. Khi gặp kiểu người ngang ngược vô lý, lùi một bước là cách để đôi bên cùng yên ổn, cũng là cách để bảo vệ bản thân. Cho dù bạn dùng lý lẽ để tranh cãi thì cũng chỉ khiến mình phiền lòng, mất hứng. Cuối cùng, kẻ đó vẫn coi trời bằng vung, thậm chí gây nên ảnh hưởng không tốt đối với cuộc sống của mình. Cổ nhân có câu, 10 người biết điều cũng không thắng nổi một kẻ ngang ngược, bởi vậy, cần gì phải tranh cãi đúng sai với kẻ ngu dốt. Khi giải thích xong tuyệt vọng, sẽ khiến bạn nhận ra, khoảng cách giữa người với người là gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời, giữ mồm miệng. Không tranh cãi, hơn thua, là cách bảo vệ tâm hồn mình. Người nói vô tình, người nghe có lý, hãy tránh họa miệng, từ miệng mà ra, đừng gây chuyện thị phi. Đôi khi, sự im lặng mới là thứ âm thanh có sức tấn công mạnh mẽ nhất. Người không nói sẽ dùng nhiều thời gian để suy ngẫm, để quan sát người khác hơn, có thời gian để làm việc, trở thành một người trong cuộc sống sáng suốt. Bởi vậy, hãy khép miệng lại tu tâm, yêu thương lấy bản thân. Trong cuộc sống, người không tranh giành mới thực sự là người chiến thắng. Hãy buông bỏ sự tranh cãi, tránh xa những phiền muộn, trốn khỏi những người, những việc tệ hại.
Khi có được sự tự tại an nhiên, lòng sẽ luôn thấy vui vẻ, lúc đến tùy duyên, lúc đi tùy ý. Con người, đến một độ tuổi nhất định sẽ đạt cảnh giới không tranh cãi, thản nhiên hòa nhã nói chuyện, bình tĩnh, điềm nhiên chấp nhận, mỉm cười ung dung cho qua. Sống ở đời con người cứ lo cho chính mình là đủ, thay vì thao thao bất tuyệt tranh cãi, hãy cứ im lặng, rèn luyện và tu dưỡng, lặng lẽ làm tốt việc của mình, hoàn thiện chính mình, đó mới là việc nên làm nhất. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.